住住住，âm Hán Việt là chú, nghĩa là ở, cư trú. Người bên tay trái nha, bộ nhân đúng, chú ngụ ở đó là ông chủ, bên tay phải là chữ chủ. Xin hỏi anh ta sống ở đâu? 请问他住哪儿? 请问他住哪儿? 台北 âm Hán Việt là Đài Bắc, nghĩa cũng là Đài Bắc. Thái ngôn bộ tư, tài sản. Riêng tư dưới là cục khẩu, con người, tài sản của người đó dành ra để xây một cái đài quan sát. Bể chính là hướng bắc, bộ tường bên tay trái và bộ trụ. Hai người đang tựa lưng vào nhau, kiểu gì cũng có người nhìn về hướng bắc. Tôi đến từ Đài Bắc. Tôi đến từ Đài Bắc. 我来自台北. Gia âm Hán Việt là gia, nghĩa là nhà. Nhà có mái nhà bộ miên, trong nhà có nuôi lợn, dưới là bộ thị. Trên người ở, dưới lợn ở là gia ngôi nhà. Nhà bạn ở đâu? 你家在哪儿? 你家在哪儿? 地址 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 nghĩa là địa chỉ. 地 gồm thổ đất và dã cũng. Cái địa phương đó có nhiều đất đai cũng là đương nhiên. 址 gồm bộ thổ và chữ chỉ trong đình chỉ. Nơi đó tình hình đất đai đang nóng sốt nên nhà nước đình chỉ mọi hoạt động chuyển nhượng. Địa chỉ của bạn ở đâu? 你的地址在哪儿? 你的地址在哪儿? 是 âm Hán Việt là thị, nghĩa là thành phố. Một chấm đầu và một cân, cái khăn. Chợ đẹp như một nét bút chuyên bán lụa. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. 我在胡志明市 郡 quận phải có ông quan quản lý, chính là bộ doãn. Ông quan có người dân khẩu và được trồng nhiều liễu rất đẹp như bộ liễu. Nhà tôi ở quận Cầu Giấy. 我家在芷桥郡 方 phường gồm bộ thổ và chữ phương. Phường này đất đai rộng lớn và nằm ở một hướng rất đẹp. Nhà tôi ở phường Bạch Mai. 我家在白梅坊 我家在白梅坊 路 ở đây là lộ, nghĩa là đường, con đường. Con đường phải có vết bước chân, chính là bộ túc. Và có con người vừa đi lại, nghĩa là bộ chỉ đi lại, vừa nói năng, bộ khẩu. Cửa hàng tôi ở đường Phạm Văn Đồng. 我商店在范文同路 街 âm Hán Việt là nhai, nghĩa là phố hoặc đường phố. Bên tay trái là bộ xích, chân trái. Bên tay phải là bộ xúc, chân phải. Người ta dùng cả chân trái và chân phải để đi trên đường. Và con đường đấy người ta phải ủi hai ụ đất để làm đường, chính là hai bộ thổ đè lên nhau. Cuối tuần tôi thích lên phố chơi. 周末我喜欢上街玩 周末我喜欢上街玩 巷 âm Hán Việt là hạ, nghĩa là ngõ, gồm bộ chập
ụ bát và bụi thị con rắn. Ngõ đấy chập lại từ 8 ngõ khác và nó ngoằn nghèo như một con rắn. Nhà tôi ở ngõ 72. 我家在72巷. 我家在72巷. How? 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 Âm Hàn Việt là hiệu, mang nghĩa là số, ôm bộ khẩu và ở dưới viết giống số 5. Với đó 5 lần 7 lượt mới tìm ra số nhà của anh ta. Số phòng của bạn là bao nhiêu? 你的房间号是多少? 你的房间号是多少? 多少? 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 Âm Hán Việt là đa thiểu, nghĩa là bao nhiêu. Tua hai bộ tịch đè lên nhau. Buổi chiều tà, tịch chính là buổi chiều tà. Học uống rượu thì hai buổi chiều là nhiều rồi. Sảo nghĩa là chữ thiểu, trên là tiểu, dưới có một nét phẩy. Cái cây đã nhỏ, lại chặt thêm một nhát lại càng nhỏ. Bạn có bao nhiêu tiền? 你有多少钱? 你有多少钱? 公寓, 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 âm Hán Việt là công ngụ, nghĩa là chung cư. Cung, trên là bát, dưới là tư. Tư chính là riêng tư tài sản, 8 cái tài sản đấy, thì họ xung công hết. Ư, nơi mình cư ngụ thì phải có mái nhà, chính là bộ miên. Có ruộng đất, chính là dưới là bộ điền. Và phải có bước chân đi, chính là bộ nhịp. Địa chỉ chung cư của bạn ở đâu? 你的公寓地址在哪里? 你的公寓地址在哪里? 楼, 楼, 楼. Âm Hán Việt là lầu, nghĩa là tầng hoặc là lầu. Gồm bộ mộc, bộ mễ, chính là gạo và bộ nữ. Tòa nhà được làm bằng gỗ, phải có gạo cho thợ ăn và đàn bà phục vụ. Anh ta sống ở tầng 18. Tha trụ 18 lầu. Tha trụ 18 lầu. Tờ. 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 Mục đích là ngày hôm nay. Tờ âm Hán Việt là đích, nghĩa là của. Mục đích của ngày hôm nay. Chữ bạch. Phải cho người bệnh uống hết thìa thuốc, thế là bộ thưởng, thìa thuốc. Đây là sách của ai? Chưa sĩ sấy đỡ sú. Chưa sĩ sấy đỡ sú. Điện hoa. Điện hoa. Điện hoa, nghĩa là điện thoại. Điện, tưởng tượng có dòng điện chạy qua ruộng để về làng. Hoa, bộ ngôn. Ngôn từ, từ trong miệng lưỡi, nghĩa là thiệt. Nói ra thì thành lời nói. Nhà bạn có điện thoại không? 你家有电话吗? 你家有电话吗? 手机, 手机, 手机. Âm Hán Việt là thủ cơ, có nghĩa là điện thoại di động. Sổ chính là tay, dùng tay đánh ngã 4 người. Chi là cơ, máy móc. Muốn từ gỗ, bộ mộc mà làm thành bàn uống trà bộ kỷ thì phải dùng máy móc. Tôi không có điện thoại di động. Ủa mấy yếu sổ chi? Ủa mấy yếu sổ chi? Hào mà. Hào mà. Hào mà. Âm Hán Việt là hiệu mã, nghĩa là mã số hoặc là số. Hào là bộ khẩu dưới giống như số 5. Người đó, đó đã vào to lên 5 lần. Mã, mã số được khắc lên đá chính là bộ thạch. Và con ngựa chính là chữ mã. Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? 你的电话号码是多少? 你的电话号码是多少? Hồng Mấy Lụ. Hồng Mấy Lụ.
Hồng mai lộ. À, vậy là Hồng Mai lộ, chính là phố Hồng Mai. Cửa hàng tôi ở phố Hồng Mai. Ủa sang điện tại Hồng Mai lộ. Ủa sang điện tại Hồng Mai lộ. Cách viết như sau: Hồng gồm một dải lụa, chính là một mình. Được dệt một cách tinh tế, bên tay phải chính là chữ công. Sẽ có màu đỏ rất đẹp, Hồng chính là màu đỏ. Mễ mỗi chính là bên tay phải, chính là chữ mỗi. Bông hoa mai được mọc từ cành cây ở đây chính là mộc, mấy ở đây chính là mai, hoa mai. Lũ chính là đường, con đường phải có vết chân chính là bộ túc, và có con người vừa đi lại chính là bộ chỉ, và vừa nói năng chính là bộ khẩu. Chiêu hóa cung ủy, chiêu hóa cung ủy, chiêu hóa cung ủy. Các bạn biết là Thanh Hoa công vụ, nghĩa là chung cư Thanh Hoa. Chung cư Thanh Hoa ở đâu? Chiêu hóa cung ủy tại nào lý? Chiêu hóa cung ủy tại nào lý? Được viết như sau: chiêu chính là sạch, thành gồm bộ bạn bộ ba chấm thủy, gồm bộ ba chấm thủy chính là nước chảy ra ở một vùng đất chính là nhất, và thổ nhìn rộng ánh trăng bên dưới chính là bộ nguyệt, tức là nước rất trong. Hóa một người chính là bộ nhân đứng, trong được 70 chính là bộ thất, và chữ thập cây hoa rất là rực rỡ. Cung ủy ở đây chính là chung cư. Cung của bộ bát dưới là bộ tư tài sản, tám tài sản đấy đều bị xung công hết. Ủy nơi cư ngụ thì phải có mái nhà bộ miên, có ruộng đất bộ điền, và phải có bước chân đi bộ nhị.